Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool. Ngày hôm nay 9 tháng 1 năm 2018 thì Shop em sẽ review lại cái khoan bàn Ryobi cao 7 tấc, mã hiệu là TB2130. Đây, và cái phần mình review test sẽ là cái mũi khoan sắt 10 ly. Đây, và trên cái vật liệu là thép dày 25, nghĩa là 25 mm á. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái độ khỏe của máy. Thì shop em không chuyên về cơ khí, cho nên là trong quá trình khoan nó có nhiều cái sai sót, anh chị góp ý thêm. Để chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra. Cái khói này là khói thuốc nha anh chị, không phải là cái khói của cái thép lên. Nè, tầng cuối rồi. Rồi, chúng ta đã khoan thành công từ cái mũi khoan sắt 10 ly từ đầu đến đuôi luôn. Đó, rất là thẳng mà đường khoan rất là đẹp. Thì bên shop em thì không có chuyên về cái ngành cơ khí khoan này nên là có nhiều sai sót. Nhưng mà qua cái đợt kiểm tra khoan bàn Ryobi cao 7 tấc này là nó có đủ cái lực để chúng ta khoan sắt. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái chương trình cho đến giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại.